Bonjour, café? Đi đá liền không? Thank you.
ăn rồi. Đang ngồi đây hả? Đang đợi. Làm gì mà lâu thế không? Xịn quá, xịn quá. Thôi đừng chụp em thôi, mặt mũi chưa trang điểm. Anh đâu có chụp đâu. Thôi đừng quay. Anh ơi, khoan chụp bây giờ. Gia đình anh làm ở công ty rồi có gì kết hợp rồi này kia nọ làm công việc khó không ai được. Nghe nói vậy đó. Sáng này mi rồi mấy anh. Merci beaucoup.